Dự báo thì hôm nay, thời tiết chủ đạo toàn miền sẽ là nắng nhiều từ sáng cho tới chiều. Mưa thì vẫn có thể xuất hiện về chiều tối, tuy nhiên thì chỉ lác đác vài nơi với lượng nhỏ. Cụ thể là trưa nay, khắp Nam Bộ khá nóng, nhiệt độ phổ biến tại thành phố Cần Thơ, Châu Đốc, Cao Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác phổ biến với mức nhiệt là 33 đến 34 độ C, thậm chí là ở Biên Hòa nắng nóng với mức nhiệt 35 độ C. Nắng mạnh, chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV ở mức cao. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ hay là ở Phú Quốc thì chỉ số tia UV trong hôm nay có thể lên mức cực kỳ cao, từ 11 cho đến 12. Người dân chú ý các biện pháp chống nắng và nghỉ ngơi trong bóng mát hợp lý nếu như ra ngoài vui chơi vào cuối tuần. Về dự báo cụ thể tại thành phố Cần Thơ trong hôm nay, dự báo là nắng lên sớm, kéo theo nhiệt độ cũng sẽ tăng nhanh. Vào lúc 10 giờ, mức nhiệt có thể lên đến 31 độ C. Tới lúc cao nhất trong ngày, nhiệt độ sẽ khoảng là 34 độ C. Quý vị cũng nên tránh vui chơi ngoài trời vào giữa trưa và đầu giờ chiều để có thể tránh mệt mỏi. Với thành phố đảo Phú Quốc, dự báo là chiều tối nay cũng sẽ có mưa. Còn sáng cho đến trưa nay thì trời nắng mạnh, với mức nhiệt cao nhất là 32 độ C, trời nóng rõ. Còn về đêm thì nhiệt độ thấp nhất hạ xuống còn 27 độ C. Trên biển trong hôm nay, khắp khu vực biển, từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, dự báo là trời ít mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Còn riêng với vùng biển từ Bình Thuận, quý vị lưu ý gió cấp 6, giật cấp 7, biển động. Còn đối với khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, thời tiết tốt, gió ở đây cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, biển êm, ít mưa,